Chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Tường Vũ Channel. Rất vui tiếp tục đồng hành với tất cả cô chú anh chị và các bạn trong một video tiếp theo ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Kính thưa quý vị, bây giờ là 23:35 rồi, tức là cũng đã nửa đêm rồi. Ngày hôm nay thì chúng ta là tiếp tục cập nhật tình hình tại phi trường để xem các chuyến bay quốc tế hạ cánh trong buổi tối ngày hôm nay như thế nào. Như hôm trước Tường Vũ Channel cũng có chia sẻ rằng là đã kết thúc cái mùa hè năm 2023 rồi. Tuy nhiên thì ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ra đến chúng ta thấy cũng khá là bất ngờ. Tại vì chúng ta hết những tháng cao điểm rồi, mà bây giờ là những tháng thấp điểm là tháng 9, tháng 10, tháng 11, bắt đầu sang tháng 12, Noel, Giáng sinh rồi Tết dương lịch, Tết âm lịch thì mới bắt đầu vào mùa cao điểm trở lại. Tuy nhiên thì trong 2 tuần trở lại đây thì phải nói phi trường Tân Sơn Nhất lại đông đúc, nhộn nhịp, tất bật. Nhiều kiều bào ở Mỹ về Việt Nam rất là đông luôn. Hiện tại thì mình đang có mặt ở ngay băng truyền số 6 của sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Tường Vũ Channel cũng xin cảm ơn đến quý vị và các bạn đã dành thời gian ủng hộ đồng hành với kênh YouTube Tường Vũ Channel. Xin kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn luôn luôn hạnh phúc, tràn đầy sức khỏe và may mắn trong công việc của chúng ta. Khi mà sân bay Tân Sơn Nhất đón nhiều khách quốc tế cũng như là nhiều Việt kiều bên nước ngoài trở về Việt Nam thăm quê hương, thăm gia đình, thì cũng đã làm cho phi trường Tân Sơn Nhất trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Thầy nói cho dù sân bay Tân Sơn Nhất cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì cái thời gian mà làm thủ tục cộng với thời gian lấy hành lý cũng rất là lâu, mất rất nhiều thời gian của nhiều kiều bào. Và hiện tại thì mình đang đứng vị trí rất tuyệt đẹp ở tại phi trường. Nửa đêm rồi cô chú anh chị các bạn, khá là khuya rồi. Nhưng mà sân bay thì chúng ta biết càng về khuya thì càng đông mà. Tất bật nhộn nhịp, Việt kiều về rất là đông vui. Trong thời gian tới thì Việt Nam sẽ chính thức mở một cái đường bay thẳng từ Sài Gòn đi thành phố Bết của Úc cô chú anh chị. Và cái đường bay thẳng từ Sài Gòn đến Bết của Úc á, thì nó cũng sẽ tạo một cái điều kiện, nó cũng mang đến một cái điều kiện thuận lợi cho người dân và đặc biệt là doanh nghiệp của hai bên quốc gia Việt Nam và Australia đi lại một cách dễ dàng hơn. Đặc biệt khi mở đường bay thẳng từ Sài Gòn đến thành phố Perth của Úc á, thì cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn du học sinh dễ dàng bay thẳng mà không phải bay quá cảnh nữa. Phi trường Tân Sơn Nhất thì như anh chị thấy càng về khuya thì càng đông hơn. Theo như thông tin từ lãnh sự quán Việt Nam tại Perth của Úc đã phối hợp để mà hỗ trợ với cục du lịch Tây Úc cũng như là hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines và sân bay Perth tổ chức một cái cuộc họp để mà công bố khai trương cái đường bay thẳng từ Sài Gòn đến Perth trong thời gian tới. Phải nói việc mà một số đường bay thẳng vừa được mở lại gần đây, chẳng hạn như một số đường bay đến châu Âu, đường bay thẳng đến Nhật Bản, rồi đường bay thẳng đến Perth sẽ góp phần mang lại một cái chiến lược thuận lợi cho người dân của hai quốc gia này. Theo như
Dự kiến thì cái tần suất bay từ Sài Gòn đến Perth của Úc là 3 chuyến trên một tuần. Và lượng khách dự kiến chuyên chở là khoảng 43.000 lượt khách. Như vậy thì với cái tần suất bay 3 chuyến trên một tuần sẽ nâng số lượng chuyến bay thẳng giữa hai quốc gia Việt Nam và Australia sẽ do Việt Nam Airlines khai thác lên con số là 23 chuyến trên một tuần, kính thưa quý vị. Như vậy theo như dự kiến thì chuyến bay đầu tiên sẽ cất cánh từ Việt Nam vào ngày 7 tháng 12 năm 2023 và từ Perth vào ngày 8 tháng 12 năm 2023 trên máy bay thân rộng Boeing 787 Dreamliner. Hãy nói đây là một tin rất là vui đối với kiều bào sinh sống cũng như là du học sinh đang sinh sống và làm việc tại Australia và đặc biệt là tại thành phố Perth của Australia, Tây Úc của chú anh chị. Nói sân bay Tân Sơn Nhất nhờ có anh bảo vệ ở tại phi trường cho nên mọi người cũng bắt đầu đứng gọn hơn rồi, không có đứng tràn vào cái đường đi ra của hành khách. Kính thưa quý vị, hôm trước có một chị bên Mỹ có hỏi rằng khi mà về Việt Nam chơi một tháng rưỡi ở tại Bà Rịa Vũng Tàu thì có cần phải đăng ký tạm trú hay không. Thì nếu như mà cô chú anh chị và các bạn khi về Việt Nam, nếu như chúng ta lưu trú, chúng ta thuê khách sạn nhà nghỉ thì khách sạn nhà nghỉ đó sẽ có trách nhiệm, có nhiệm vụ đăng ký tạm trú cho cô chú anh chị các bạn, chúng ta không phải quan tâm đến. Còn nếu như khi mà anh chị về Việt Nam ở chung với người thân, gia đình, họ hàng của mình thì người nhà của mình phải lên công an khu vực, công an phường nơi mà chúng ta ở đó để mà khai báo tạm trú và cái khoảng thời gian chúng ta ở là bao lâu ha. Cái thủ tục thì chúng ta chỉ cần mang theo cái hộ chiếu, cái visa đó để chúng ta đăng ký tạm trú thôi chứ không có vấn đề gì khó cả cô chú anh chị các bạn. Với lại một cái vấn đề nữa là hôm trước cũng có nhiều anh hỏi là bây giờ mình đi vào nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng mà chưa có cái hộ chiếu gắn chip điện tử thì có nhập cảnh được hay không. Thì đối với cái trường hợp mà nhập cảnh auto gate, tức là cửa kiểm soát tự động ở tại phi trường Tân Sơn Nhất đó, cô chú anh chị các bạn, hiện tại mình đang trong giai đoạn thử nghiệm áp dụng cho người Việt có hộ chiếu gắn chip thì chúng ta có thể để đi qua cổng autogate này, thời gian rất là nhanh. Tuy nhiên thì anh chị nào mà chưa có cái hộ chiếu
có những chip điện tử thì chúng ta có thể nhập cảnh một cách thông thường. Nhà trường hợp này thì chỉ áp dụng cho người Việt và có hộ chiếu gắn chip điện tử, còn đối với người nước ngoài thì dành riêng cho các đối tượng khác thôi. Chứ còn chúng ta là kiều bào bên nước ngoài về thì chúng ta cứ làm thủ tục nhập cảnh như bình thường thôi. Còn đối với người Việt Nam chúng ta mà chưa có cái hộ chiếu gắn chip điện tử mà muốn qua cái cổng kiểm soát tự động AutoGate này thì chúng ta phải đăng ký với hải quan của cửa khẩu trước, sau đó chúng ta mới đi qua được cái cửa kiểm soát tự động này nha cô chú anh chị các bạn. Có rất nhiều anh chị bên nước ngoài có yêu cầu ghi hình ở tại phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất với những chuyến bay quốc tế hạ cánh mà có người thân bạn bè của anh chị đó về Việt Nam. Tuy nhiên thì các khung giờ đó nó rất là khó để mà thu xếp được cô chú anh chị, cho nên không thể ghi hình được. Mong quý vị và các bạn vui lòng và thông cảm nhé. Theo như quy định nhập cảnh từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 thì hôm trước có một cái câu hỏi của anh gì ở bên Canada là bên Úc gì đó, Tường Vũ Channel quên rồi, anh có hỏi là sau khi mà áp dụng cái quy định nhập cảnh xuất cảnh mới từ ngày 15 tháng 8 năm 2023 như vậy thì cái việc mà miễn visa tăng lên 45 ngày đó thì có được nhập cảnh nhiều lần hay không, nghe ra vào nhiều lần được hay không. Thì theo như cái quy định mới hiện nay đó quý vị, thì visa của chúng ta sẽ được nâng lên là 45 ngày. Và chắc chắn là không có giới hạn một lần, mà chúng ta có thể nhập cảnh nhiều lần, xuất cảnh nhiều lần cũng được, miễn sao trong vòng 45 ngày mà thôi. Và khi mà chúng ta hết cái thời hạn lưu trú cho phép là 45 ngày ở tại Việt Nam thì anh chị muốn ở lại nữa thì anh chị vui lòng có thể xuất cảnh sang bên Thái Lan hay là xuất cảnh sang Campuchia cũng được. Rồi sau đó anh chị sẽ quay trở lại và nhập cảnh Việt Nam thì anh chị sẽ tiếp tục có cái thời hạn lưu trú mới là 45 ngày tiếp tục nữa thôi. Rất đơn giản luôn cô chú anh chị và các bạn. Còn trường hợp mà anh chị không muốn xuất cảnh mà muốn ở thêm cái thời gian là trên 45 ngày thì anh chị có thể liên hệ bên Cục Quản lý xuất nhập cảnh ở tại Sài Gòn để hỗ trợ cái trường hợp này thêm, có thể là xin gia hạn. Ở tại Sài Gòn thì có hai cái nơi mà chúng ta có thể làm thủ tục, một là phòng quản lý xuất nhập cảnh ở tại con đường Nguyễn Thị Minh Khai đối diện với công viên văn hóa Tàu Đàn, là con đường Hồng Thập Tự năm xưa đó, và một cái địa điểm nữa đó là bên đường Nguyễn Trãi ở đối diện với Bộ Công an, Cục Quản lý xuất nhập cảnh.
Hy vọng với những chính sách mới trong tương lai thì Việt Nam sẽ miễn visa cho công dân của nước Mỹ và công dân của Canada. Khi đó thì kiều bào của chúng ta sẽ dễ dàng về Việt Nam hơn, thoải mái, không phải quan tâm đến việc mà xin visa gì hết, rất thoải mái luôn. Nhưng mà theo như quan điểm của Tường Vũ Channel nghĩ rằng cái chính sách mà miễn visa cho công dân của Mỹ chắc cũng hơi khó đó cô chú anh chị. Nếu mà có thì chắc cũng lâu lắm, cũng rất là khó luôn. Trước đây thì cũng có nhiều cái thông tin đó là nói Mỹ, Canada, Úc và một số nước khác như là New Zealand gì đó thì cũng đã có những cái đề xuất là miễn visa cho công dân của các nước này, nhưng mà hiện tại thì cũng chưa thấy chính phủ Việt Nam duyệt và chấp nhận cái yêu cầu này. Hy vọng thì trong tương lai gần sẽ được miễn visa cho kiều bào, cho công dân của Hoa Kỳ thì sẽ tuyệt vời luôn cô chú anh chị các bạn. Nói vụ việc mà tiếp viên của một hãng hàng không của Việt Nam đã bị bắt ở tại Hàn Quốc do liên quan đến vận chuyển chất cấm hay còn gọi là chất ma túy đó, ở tại Hàn Quốc thì cũng đã phần nào ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái tâm lý cũng như là cái cách nhìn nhận của nước ngoài đến với tiếp viên của những hãng hàng không tại Việt Nam. Chúng ta có liên tục những cái vụ việc mà liên quan đến tiếp viên Việt Nam cũng như là phi công của Việt Nam. Nổi trội nhất đó là vụ 4 tiếp viên của hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Việt Nam Airlines vận chuyển ma túy từ Pháp về Việt Nam, cũng đã làm dậy sóng trong thời gian vừa qua. Tiếp theo thì tới một phi công của Việt Nam là dương tính với chất ma túy. Rồi tiếp theo nữa đó là tiếp viên Việt Nam liên quan đến cái đường môi giới mại dâm, và bây giờ lại tiếp viên của một hãng hàng không Việt Nam bị bắt ở tại một nước mà rất là nổi tiếng, đó là Hàn Quốc, chỉ vì liên quan đến cái việc mà mang chất cấm vào quốc gia của họ. Tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ga đến thì hôm trước Tường Vũ Channel cũng đã có chia sẻ đến cho quý cô chú anh chị và các bạn cái điểm mà chúng ta cần ngã lưng tạm thời, đó là trên lầu 1. Sau khi anh chị đẩy hành lý ra phía ngoài đó thì anh chị có thể đi lại cái hướng cột số 13, 14 hoặc là cột số 45 sẽ có cái cầu thang. Chúng ta đẩy hành lý lên đó rồi anh chị có thể tìm một cái chỗ yên tĩnh mà chúng ta ngã lưng tạm thời. Còn nếu như anh chị muốn gửi hành lý ở tại sân bay thì cũng có điểm giữ hành lý luôn nha cô chú anh chị và các bạn. Cũng tại hai cái vị trí, hai cái cầu thang mà chúng ta đi lên lầu 1 á, cũng có cái phòng giữ hành lý cho hành khách ở tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ga đến luôn. Rất tiện lợi.
Trong đêm ngày hôm nay thì mình thấy đa số là Việt kiều bên nước ngoài về khá đông. Có rất nhiều anh chị cô chú kiều bào bên Canada, bên Vancouver, bên Toronto cũng như là bên phi trường Los Angeles của Mỹ hay là một số phi trường khác ở tại Mỹ á. Nếu mà sau này Việt Nam có mở đường bay thẳng thì tuyệt vời. Chẳng hạn như Việt Nam mở đường bay thẳng từ Sài Gòn đến Toronto hay là từ Sài Gòn đến Los Angeles của Mỹ thì phải nói là tuyệt vời. Kiều bào về rất là đông. Còn bây giờ chúng ta bay qua các cái sân bay lớn của Canada, của Mỹ, đa số là phải bay quá cảnh sang bên Thái Lan, bên Đài Loan, bên Hàn Quốc, bên Nhật Bản. Chỉ có bay thẳng của Vietnam Airlines sang phi trường San Francisco khoảng 14-15 tiếng đồng hồ của hãng Vietnam Airlines. Phải nói Việt kiều khi mà từ nước ngoài trở về Việt Nam cũng mang rất nhiều hành lý. Rồi sau khi chơi ở Việt Nam, quay trở lại Mỹ, quay trở lại bên nước ngoài thì cũng mang rất nhiều hành lý luôn. Mà thật sự thì Tường Vũ Channel cũng nghe một số anh chị chia sẻ rằng ở bên Mỹ thì có các cái trung tâm mua sắm lớn như là Costco gì đó thì phải nói là hàng rất là nhiều và hầu như tất cả những mặt hàng của Việt Nam đều có hết. Tuy nhiên thì khi mà anh chị về Việt Nam chơi thì tấm lòng của những người Việt Nam, họ muốn gửi một chút quà. Ai cũng muốn gửi một chút quà cho cô chú Việt kiều, cho nên cũng rất khó từ chối. Chính vì vậy cho nên hành lý của chúng ta lúc nào đi sang Mỹ cũng phải chật kín luôn, dường như là không còn chỗ chứa luôn cô chú anh chị. Nhưng mà phải nói là khi mà các tiếp viên hàng không này bị bắt
vận chuyển trái phép chất cấm thì họ lại trả lời rằng là họ không biết bên trong có cái gì, nhờ vận chuyển nhưng mà không biết vận chuyển cái gì, cô chú anh chị các bạn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và như vậy có lẽ những hình ảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khuya ngày hôm nay cũng đã tạm khép lại video trên kênh YouTube Tường Vũ Channel. Xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Ước mong được gặp lại tất cả cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.